Chào mừng bạn đến với kênh YouTube của Phương Lâm. Hôm nay mình xin chia sẻ chủ đề mối liên hệ giữa thân nhiệt và sức khỏe. Thân nhiệt là nhiệt độ bên trong cơ thể. Thông thường, thân nhiệt thấp nhất vào lúc sáng sớm, từ 4 giờ đến 6 giờ sáng, và cao nhất vào lúc tối, từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Trẻ nhỏ sẽ có thân nhiệt cao hơn người trưởng thành. Khi về già, thân nhiệt của chúng ta có xu hướng giảm đi. Khi thân nhiệt giảm, khả năng miễn dịch cũng giảm xuống. Khi thân nhiệt giảm 1 độ C, khả năng miễn dịch giảm xuống khoảng 30%. Ngược lại, khi thân nhiệt tăng 1 độ C, khả năng miễn dịch của cơ thể tăng lên 5 lần. Thân nhiệt phải tăng cao lên thì cơ thể mới sản sinh ra những kháng thể có thể chiến đấu với kẻ thù xâm nhập từ bên ngoài như các độc tính, virus, vi khuẩn. Ở một mức độ nào đó, hiện tượng sốt là phản ứng tự nhiên của cơ thể trong quá trình đấu tranh với kẻ địch. Như vậy, việc tăng thân nhiệt đóng vai trò quan trọng. Do đó, chúng ta không nên ngay lập tức dùng các loại thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, nếu bị sốt cao trong thời gian dài thì không chỉ vi khuẩn chết mà các cơ quan nội tạng cũng gặp vấn đề. Đặc biệt ở não, do não có hai vùng đồi trắng để bảo vệ nên không dễ dàng điều tiết được nhiệt độ. Thông thường khi bị sốt, da đã ửng lên để giải phóng nhiệt độ, nhưng não thì không có chỗ nào để tỏa nhiệt nên có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong tình huống này, cách đơn giản là dùng thuốc hạ sốt. Hiện tượng sốt là phản ứng bình thường của cơ thể, nhưng đến một mức độ nào đó nó lại gây hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe, nên ta cần theo dõi khi cơ thể bị sốt. Có hơn một nửa số bệnh nhân ung thư có thân nhiệt thấp. Đó là một thống kê đáng ngạc nhiên. Thân nhiệt của bệnh nhân ung thư giảm xuống 36,5%. Thân nhiệt giảm kéo theo hàng loạt vấn đề của hệ miễn dịch. Cơ thể chúng ta vốn có sự chuẩn bị thích nghi với trạng thái căng thẳng, chuẩn bị tinh thần đối kháng, sẵn sàng chiến đấu. Khi gặp phải điều gì gây uất ức, chúng ta cảm thấy mặt nóng bừng và người cũng nóng lên. Để giành phần thắng trong cuộc chiến, hệ thần kinh giao cảm tăng cường hoạt động dồn dập, mồ hôi vã ra, mặt đỏ lên và chúng ta cảm thấy nóng. Cơ thể rơi vào trạng thái chiến đấu, trạng thái căng thẳng. Điều này không chỉ gây biến động thân nhiệt mà còn tích lũy mỡ trong cơ thể. Do mỡ tạo phản ứng hóa học để sản sinh ra năng lượng để chiến đấu. Thế nên, những người thường xuyên trong trạng thái căng thẳng thì dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Chỉ cần tăng thân nhiệt lên 0,1 hoặc 0,3 độ C thì có thể phòng ngừa hầu hết các bệnh. Khi thân nhiệt hạ xuống, lượng chuyển hóa giảm đi thì mỡ bị tích tụ lại. Thực tế là để sinh tồn, cơ thể tích lũy mỡ và bắt đầu cơ chế thích nghi. Trường hợp lượng mỡ tích lũy quá mức thì chúng ta phải nghĩ đến vấn đề thay đổi thân nhiệt do ảnh hưởng của việc tích lũy mỡ đó. Thân nhiệt giảm cũng là lý do nảy sinh nhiều bệnh tật. Chúng ta có thể tăng thân nhiệt bằng cách luyện tập thể thao, nhưng đồng thời chúng ta phải luôn lưu tâm đến lợi ích và tác hại của oxy hoạt tính. Tắm xông hơi hoặc ngâm mình cũng là một biện pháp hỗ trợ bên ngoài để làm tăng thân nhiệt, nhưng chỉ mang tính nhất thời. Việc ăn đồ nóng có tác dụng đáng kể. Khi chúng ta ăn đồ nóng, thân nhiệt lập tức tăng lên khoảng 0,1 đến 0,2 độ C. Thường xuyên uống nước nóng hoặc trà nóng là một biện pháp tốt. Thay vì uống mỗi lần một lượng lớn nước, hãy chia nhỏ thành nhiều lần uống. Đây là cách tăng thân nhiệt hiệu quả mà không gặp phải vấn đề căng thẳng hay oxy hoạt tính. Và những thực phẩm làm ấm cơ thể như gừng hay một ít bột ớt cũng tốt trong việc điều hòa thân nhiệt.
Điều quan trọng nhất là chúng ta phải thoát khỏi trạng thái căng thẳng, vốn đặt cơ thể vào tình trạng khủng hoảng và phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi đó, điểm nhiệt độ tiêu chuẩn của cơ thể bị giảm xuống, cơ thể tích lũy mỡ và liên tiếp bị cuốn vào vòng luẩn quẩn độc hại. Chia sẻ này tham khảo từ sách Cơ thể ta đã 2 triệu năm của bác sĩ Yang Chung Won. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Chúc bạn nhiều sức khỏe và bình an.